Rồi, xin chào tất cả quý anh em, chào mừng quý anh em yêu cây quay trở lại bonsai Cần Thi. Vẫn là khung giờ quen thuộc 19 giờ 11 giờ mỗi ngày. Bonsai Cần Thi sẽ có những cuốn video giới thiệu bonsai, tất cả chúng loại cây chỗ bonsai Cần Thi đều là dòng khai thác đa chủng loại như là hải châu, trắc quang quang các thứ, cũng những cái chủng loại quen thuộc. Trước mắt quý anh em là một cây cây hải châu một cốt dáng vinh nhân, hàng bonsai đỡ bàn, hàng bonsai vàng, giá cực kỳ hữu nghị cho quý anh em chơi nha. Một cái cây hải châu dáng vinh nhân. Rồi, cái cây này có hoành, cây có hoành là 14, hoành 14, cao cây tính từ mặt chậu, cao cây tính mặt chậu là 4, khoảng 38 quý anh em, 38 tán thì tầm khoảng 35, chậu lục giác kích thước là 22, chiều cao là 14. Một cây văn nha. Một cây văn nha. Đế thì chúng ta chơi được nha quý anh em. Cái này cây nhổm đế là sau này chúng ta thay chậu cây nhổm đế là. Cây cũng khá là ok, hàng bàn trà. Giá cả cực kỳ hữu nghị cho quý anh em chúng ta tham khảo. Rồi, xin báo giá của anh em cây hải châu này thì bonsai Cần Thi giao lưu với anh em giá là 450k bao ship. Rồi, 450k bao ship. Rồi, một cây số 2 trong video hôm nay vẫn là chủng loại cây quen thuộc hải châu. Bonsai Cần Thi thì có rất là nhiều những chủng loại hải châu, từ tầm mini và tầm trung, có nhiều sự lựa chọn cho cùng để giao lưu cùng với anh em. Rồi, cây hải châu này thì hai thân, một bệ hai thân, một bệ hai thân với anh em, một cây bonsai mini bằng trà. Cây này có bộ đế cũng khá là hay nha. Một xíu nữa bonsai thì sẽ quay cận cảnh cho quý anh em xem. Cây hàng lụng lực, hàng bonsai bằng trà cho quý anh em chơi. Rồi, cây này tổng quanh, tổng quanh là 25, một cái thân thân nhỏ là kích thước là 8, thân lớn, thân lớn kích thước là 17 quý anh em, 17. Rồi, cây có chiều cao tính từ mặt chậu lên tới ngọn tầm khoảng 25, tán thì khoảng 28, chậu này chữ nhật kích thước 28, chiều cao chậu là 8 phân. Rồi, một cây hải châu hàng bonsai bàn trà, cây dòng lá cũng khá đẹp nha, tất cả những đều là những dòng lá nhỏ của anh em, tất cả đều là những dòng lá nhỏ. Cây này thì có bộ đế cũng khá hay nè, của anh em xem đây có những cái rễ nha, đây rễ này rất khá hay, đế này trải đều, bên đây có những cái rễ ra đây, trên đây nó cũng có những cái rễ của anh em, đây có những cái rễ đây khá hay, đế thì rất là ok, hàng bonsai đế rất ok. Rồi, kính mời của anh em xem tổng thể cây bonsai thì sẽ báo giá giao lưu cùng của anh em luôn. Rồi, báo giá giao lưu với anh em cây hải châu này thì buổi sáng thì giao lưu với anh em giá là 550k bao ship, 550k bao ship cho anh em luôn. Rồi, tiếp theo cây số 3 của anh em, cây số 3 thì cũng là một cái dòng hải châu, thì hôm nay tối hôm nay buổi sáng thì giao lưu tất cả chủng loại đều là hải châu. Cây này thì một đế, một bệ hai thân chấn sông thụ, cây cũng đây hàng bonsai, đây hàng ban công cho anh em, hàng ban công cho anh em nhà phố nha. Cây cũng khá hay nha, cây khá hay, một một đế hai thân, tất cả đều là dòng lá nhỏ nha quý anh em. Rồi, đo thông số cho quý anh em tham khảo nha. Rồi, cây này có hoành đế, có hoành đế là khoảng 32, hoành eo tại vị trí này là 24, hai thân này là tương đối bằng nhau, một thân kích thước là 10, thân này tất nhỏ hơn một xíu quý anh em. Cây có chiều cao tính từ mặt chậu lên là khoảng 52 53, phủ tán, phủ tán thì khoảng 35, chậu lục giác kích thước là 23, chiều cao là 14. Quý anh em cố gắng ta xem kỹ video và nắm rõ thông số nha. Cây có chi cành khá là ok rồi, tất cả đều là chủng loại hải châu lá nhỏ, những dòng này thì lá rất là đẹp quý anh em, lá rất đẹp. Cây này có bộ đế cũng khá là hay nha, quý anh em xem thêm. Bên đây nó có một cái nạc đây,
Bộ đế là mình giống cái câu hình thú, hình thú không anh em. Bộ đế cũng khá là hay, cây rất ok nha. Cây hàng ban công cho anh em chơi là rất là ok. Những cây này chúng ta để ban công ta chơi. Rồi mình sang TV một vòng nữa, báo giá giao lưu cùng với anh em luôn. Cây này cũng nhìn thực tế cũng khá là duyên cây nha. Rồi báo giá giao lưu của anh em, cây này bonsai thường thi giao lưu với giá anh em, với anh em là giá 750k. Rồi 750k bao ship. Rồi cuối cùng trong video hôm nay kính giới thiệu với anh em cũng một chủng loại là vẫn là hải châu. Bonsai thì có rất là nhiều hải châu, vườn rất là nhiều hải châu để giao lưu cùng với anh em. Dòng hải châu thì hoa trái thì rất là đẹp, bonsai thì có rất là nhiều. Mỗi ngày đều có những cây để giao lưu cùng với anh em. Rồi cây hải châu đây là một đế ba thân phúc lộc thọ liền cốt nha quý anh em, liền cốt nha. Đây cũng là hàng bonsai bằng trà cho quý anh em chơi. Rồi đo tổng kích thước cho quý anh em xem, cây này có tổng hoành đế là khoảng 44 thì nó là trái đi dài nha quý anh em. Đo khoảng đo chiều dài đế này khoảng 19 nè. Đây từ quanh này qua đây là khoảng 19 này, nó theo hình cái đế nó hình led, hình theo cái hình chiều dài. Cây thì có chiều cao tầm khoảng 35 tính từ mặt chậu, phủ tán thì khoảng 40, chậu này là chậu oval, kích thước là 38, chiều cao chậu là 10. Thì bên em chúng ta quan tâm thì chúng ta cố gắng xem kỹ video, chúng ta nắm rõ cái thông số nha. Mình sang thì quay nhanh để cho khỏi mất thời giờ cho bên em xem. Chi cành thì khá là ok rồi, tất cả đều là dòng lá nhỏ đẹp, lá nhỏ và đẹp. Đế thì cũng khá là ok. Đây bên em xem đế. Những cây này thì hàng bàn trà rất hay, giá cả rất là hữu nghị luôn, giá cả rất hữu nghị cho quý anh em chơi luôn. Rồi mời quý anh em xem tổng thể cây một lần nữa, mình sang thi báo giá. Rồi đây là mặt tiền một cây hải châu cụm rừng ba thân mặt tiền. Cây này chơi được bốn mặt khá là đẹp. Này quý anh em có điều kiện chúng ta có thể chúng ta thay một cái chậu giá trị hơn một chút, chúng ta để bàn trà chúng ta chơi. Rồi thì xin báo giá quý anh em. Cây hải châu này thì bonsai thì giao lưu của anh em giá là 900k bao ship. Rồi 900k bao ship. Bonsai thì phát sóng video lúc 11 giờ và 19 giờ mỗi ngày. Kính mời quý anh em nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông và ủng hộ bonsai thì. Rồi xin cảm ơn và chúc quý anh em của tôi có nhiều niềm vui. Xin cảm ơn, xin chào.